theo quyết định số 1571 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2023, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh được điều động chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ khóa 25, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tân Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, không ngừng nâng cao trình độ để lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng huyện nông thôn mới, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Thái Nguyên.